Chào cả nhà, bữa nay lại quay ban đêm nữa ha. Tại vì ban ngày thì ổng đi làm, còn em thì may đồ, hôm nay nhận hàng cho khách quá trời luôn, làm không xuể. Bây giờ tối rồi, ổng mới lãnh lương mua cái quạt về gắn cho mấy mẹ con, sẵn ăn mừng cái vụ đất Like they should put iron come out like this. You know, you just got this one put and tight it one time. That yeah, like this. Now put small, small one. Like this one come out. What up? If the long like that, he will cut the. No, inside here, it will not pass this thing now. It will not. It will be easy for somebody tie. Yeah. You just put this thing one time, but this one, look at. Just look for to... Nhăn nhăn vậy chứ cũng làm cho xong. Tại vì cái chỗ này nằm mũi dữ lắm. Cái tính ổng là vậy á. Nói nhăn vậy chứ làm là phải làm tới cùng. Mà biết ý á, không có góp ý gì nghe. Góp ý xỉa vô là bắt đầu tự ái là ổng làm đó. Ví dụ như cái nào mình biết thì mình nhắc nhắc nhỏ nhỏ vậy đó. Tự hắn mò ra, hắn sẽ mò ra thôi. Đó, thấy chưa? Đó, giờ gắn vô sắp xong rồi đó. Gắn cái đầu này nữa là xong rồi. Cũng hay á, chứ mấy cái này đưa mẹ là bó tay. Ta nói quần cả buổi trời mới xong được cái quạt. Hai ông con nhà mình mừng lắm. Cái chỗ này hồi trước mình hay nằm chơi, mấy bác nói là mua mùng dân nè. Rồi bây giờ thì sẽ đi theo ông bò cạp để coi thử một đêm ổng đi trực là như thế nào. Không có cái gì hôm bữa đi chợ chung với em đó thì nhờ gì trong hộ để mẹ đi theo cha. Mấy bé này là mấy bé hôm bữa mà mình cho cái trái cọ với chuối rồi đó mọi người. Mẹ của mấy đứa là làm ở trong cái quán bar ở cái khu mà ổng đi ngang qua nè. Thì tụi nó tập trung ở đây có cái gì ngon ngon mà khách người ta dư đó là mẹ sẽ xách ra. Mình là bất đắc dĩ lắm nè, vì quay video đó cho nên là mới nói là mình là người Việt Nam, chứ không thôi là ông bà cạp ổng bắt là phải nói là người Thái Lan. Để tránh những người có ý đồ xấu gì đó em cũng không rành. Nói chung là ổng nói sao nghe vậy đi. Please don't tell me anything. Please don't tell me anything. I tell you all of them, you will run come off the house now. Please, ha. Shop, 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 ha. Wait, that's on her right? You have right, you have soap. Maybe this one, maybe this one have right for. This one is soap already. It's soft already. Drive my motor. Okay, go get the motor. I have a motor.
Rồi xong một pha nói chuyện cồng kềnh với ông cố nội đó. Bây giờ tiếp tục hái cam nha mọi người. Where the person will hold? Let me hold this one for you. I'll peel this one with my finger. Bây giờ thì em đã hiểu tại sao ông bò cạp ổng đi làm không thấy lương mà toàn là xách trái cây về không. Tại vì trên cung đường đi trực của ổng toàn là trái cây không. Mà ở châu Phi người ta ít quan tâm lắm. Mình muốn thích ăn thì mình cứ hái thoải mái thôi. Cam ở đây cũng rẻ bèo. Rồi bây giờ đến chỗ đây là giáp lộ lớn rồi đó. Là coi như là hết cái khung bổn phận của ổng. Thì từ cái chỗ lộ lớn này dòng lên trên kia, dòng ngược lại thì có một người khác người đi đi trực. Thì bây giờ thì hai đứa sẽ đứng đây để đợi anh đó tới. Rồi bắt đầu tập trung lại và đi về căn cứ. I need sweet. It's not very sweet. No, not that much. Brother, hello. Good, brother. Mm. Have a test. Is it sweet, huh? It's sweet, but it's just a little lemon. You go on. There you go. Bye, see you. Good. Oh, Wi-Fi in China. Yeah, yeah. Mama. It's new phone. New phone. But all village that are like this, it's not permitted to stone, to throw a stone on it. Okay. Or carry light, or carry fire. You know, natural fire. Like matches fire. Carry it come to the under, you don't like it. Không hiểu sao mà người ở đây người ta tin tưởng như vậy. Thành ra là cái cây này người ta không có được rung hay là leo lên gì hết. Chỉ khi nào nó rụng xuống thì mới ăn thôi. Cái trái này hôm bữa mình có quay trong cái clip đi hái trái lạ đó. Có mấy bác comment nói là đây là quả hồng nhung. Mình thì chưa thấy nó bao giờ. Thiệt đi theo mấy ông này vất vả thiệt á. Cứ đi bộ suốt, nãy giờ mình đi bộ chắc cũng 2-3 tiếng một hồi đó. Mỗi một ca thì thường chỉ có hai ông thôi. Thì sẽ chia ra những cái cung đường khác nhau. Và đi cho đến lúc nào mà gặp nhau rồi bắt đầu quay về. Morning now, two already. Morning one, afternoon one, now. Every day then two. Now it's last one for today. Last yeah. Pick up. That's how. Do something first. Oh, do what? Do like action. No problem. It's an exercise. It's an exercise. Not just from, just because. From here, it. Reach that light. Ayana, 7-1 hours. No, five. Ôi trời ơi. It's not because it's like I need more risk now for those 20. Yeah. Used to do it from here to the house. Yes, like, it's not because of this. Not because of this man, though. I can do it from here to my house and come up again. This one for tomorrow. Maybe tomorrow I'll do for you another one now. Hồi đi nãy giờ muốn rụng hai cái giò luôn. Giờ mới tới được cái chỗ tập trung của mấy ổng nè. Cái này mấy ổng làm theo ca, bây giờ thì hết ca của ổng rồi. Thì tới ca của người khác. Tuy là làm theo kiểu phong trào nhưng mà cũng nề nếp dữ lắm. Mama,
Xạo thấy xạo không? Em có khi nào ghen đâu mà nói nghe làm như là có giá lắm nha. À, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Có ý kiến đóng góp thì để lại bình luận bên dưới. Nếu thích thấy hay thì cho em một like, một share nha. Hôm nay quay toàn là ban đêm không, nhà mình coi cũng nhức con mắt ha. À, ngày mai thì em cố gắng em quay ban ngày. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. À, và nhớ ủng hộ Chuyện Tình Cảm Lạnh trên kênh Chuyện Làng Quê để mình nhanh được sub. Em có gắn cái video ở cuối, cái đường link video ở cuối cái clip này. Mọi người chỉ việc click vào thôi, hoặc là kéo xuống phần mô tả thì em cũng có để đường link đó. Thì mình nghe chuyện mình thấy rất hay thì mình cũng đăng ký kênh ủng hộ nha.